phát minh theo kiểu là sự phát hiện rồi chứ còn phải phải là phát minh đâu. Phát minh cái gì thì ở đây là mình có một cái rẻ này đúng không bạn? Mình nghĩ là một cái rẻ nhưng mà các bạn có thể lấy một cái quả nhưng mà bây giờ kiếm cái quả ở đâu? Kiếm cái quả hay là cái để đi mình chẳng lẽ bây giờ mình đi lấy cái quả chuối. Mình lấy cái búi rau á, búi rau này. Đây bạn, cái búi rau này nhá. Cái búi rau. Nhưng mà mình lấy cái búi rau này, mình lấy cái búi rau này nhét vào cái trong cái ống thông hơi này sao nhỉ? Đây, ôi trời ơi, nhìn sao nó lại hấp dẫn thế nhỉ? Nếu mà nhét đây thì nhìn nó quá là hấp dẫn luôn rồi bạn này. Nhưng mà nói đùa chứ ai làm kiểu trò này, thôi mình rút ra đi. Nhưng mà cái này nhá, tăng bát tuyệt vời luôn đó, mình thề với bạn, mà các bạn không tin thì thôi. Nếu không thì các bạn lấy, nếu không các bạn lấy cái rẻ này đúng không? Các bạn lấy cái rẻ này, bạn nhét 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 tịt cả hai lỗ thông hơi lại nha bạn nhá, nhét lại. Như vậy là tăng tiếng bát đó bạn ơi. Nếu như loa của bạn mà có gọi là chất âm bát kém, bạn muốn tăng bát thì cách đơn giản nhất bạn nhét cái rẻ vào trong cái này là này, lỗ thông hơi có hai lỗ, bạn nhét hai lỗ luôn. Mà mình nói chứ nếu như mà bạn mà không, bạn cứ thử đi, nếu mà nó tăng bát thì bạn cứ thế để nghe đúng không? Bởi vì các bạn bảo là vô vẩn, cái nhà sản xuất người ta đã sản xuất như vậy thì cứ để thế mà dùng sao mà lại thay đổi. Nhưng mà các bạn nhét vào, nhưng mà nếu bạn thấy hay thì bạn cứ để thế nghe đúng không? Bởi vì loa nó đang sản xuất hai loại, một loại kín, loại thông kín, loại thông kín là không có một cái bất kỳ một cái lỗ thông hơi nào hết, còn loại thông hở thì lại lại có lỗ thông hơi đó. Đó thì có hai thế hệ loa của hai hai nhà bác học, một bác học ra đời sau thì là phát minh ra gọi là ống thông hơi để tăng tiếng bát thuồng luồng cho loa, còn thế hệ trước thì là không có ống thông hơi thì vậy thôi. Mình cũng không muốn muốn giải thích nhiều, bởi vì giải thích nhiều á, mình nói thật chứ khó nghe lắm, ai cũng muốn không muốn nghe lòng vòng giải thích, không ai có muốn nghe lòng vòng giải thích. Còn giải thích thì cái chuyện giải thích thì cũng cũng được, nhưng mà mình nói là giải thích nha, là vô cùng thiệt thòi luôn, thiệt thiệt vô cùng luôn, thiệt là thiệt cái chỉ vừa bị chê là đi dạy đời người khác, vừa bị trách móc là thằng này dạy đời với thằng này là muốn làm thầy giáo hay là làm giáo sư với lại tiến sĩ bác học với lại các thứ để dạy đời người khác, đã vừa chê vừa thứ hai lại vừa 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 tốn kiến thức, tốn thời gian, tốn lại nói lòng lòng học, tức tức mình không thể thích nữa. Ok, và bây giờ các bạn có thể bình luận thoải mái và mình có thể trả lời comment ở những dành đất cho các bạn để các bạn có thể tranh luận về cái vấn đề này, là ý là các bạn thế nào. Có những ý kiến phản hồi trái chiều rất chi là khác nhau, nhưng mà cái quan điểm của mình ở đây là như vậy, và các bạn có làm theo hay không đó là tùy các bạn. Ok.